Chào các em, ở video này chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập 5, trang 64. Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, 5 màu đỏ, thẻ đánh số 6 màu xanh và các thẻ đánh số 7, 8, 9, 10 màu trắng. Chúng ta có 10 cái thẻ. Lấy ngẫu nhiên một thẻ, câu A là mô tả không gian mẫu. Thì theo định nghĩa, tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử. Như vậy thì bài tập của chúng ta là không gian mẫu là tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi lấy ngẫu nhiên một thẻ trong 10 thẻ đã cho. Câu A, không gian mẫu. Là tập hợp các kết quả có thể xảy ra tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi lấy ngẫu nhiên một thẻ trong 10 thẻ đã cho ha. Trong 10 thẻ đã cho. Được chưa? Nên từ đây chúng ta suy ra được là không gian mẫu sẽ bằng khi mà lấy ngẫu nhiên một thẻ trong 10 thẻ đã cho thì chúng ta có thể đạt được là thẻ đánh số 1 đúng không? Cũng có thể đạt được thẻ đánh số 2, đánh số 3, đánh số 4, đánh số 5. Được chưa? Rồi thẻ đánh số 6 màu xanh. Rồi thẻ đánh số 7, thẻ đánh số 8, thẻ đánh số 9 và thẻ đánh số 10 màu trắng. Có nghĩa là tất cả các kết quả có thể xảy ra khi mà chúng ta lấy một thẻ trong 10 thẻ. Kết quả nào có thể xảy ra thì chúng ta phải liệt kê ra hết. Thì rõ ràng là có 10 thẻ thì các kết quả nó là 10 cái thẻ này ha. Từ 1 đến 10. Không gian mẫu. Câu B. Câu B là ký hiệu ABC. Là các biến cố sau. Câu A lấy được thẻ màu đỏ. Câu B lấy được thẻ màu trắng. Câu C lấy được thẻ ghi số chẵn. Hãy biểu diễn các biến cố ABC bởi các tập hợp con tương ứng của không gian mẫu. Biến cố A là lấy được thẻ màu đỏ. Biến cố A là lấy được thẻ màu đỏ. Suy ra biến cố A là màu đỏ. Thì ở đây thầy đã ghi màu đỏ sẵn cho các bạn dễ quan sát rồi ha. 1, 2, 3, 4 và 5 ha. Biến cố A lấy được thẻ màu đỏ. Được chưa? Biến cố B lấy được thẻ màu trắng. Màu trắng là thẻ mang số là 7, 8, 9, 10 đúng không? 7, 8, 9 và 10. Và câu C là lấy được thẻ ghi số chẵn. Lấy được thẻ ghi số chẵn. Ghi số chẵn là 2, 4, 6, 8, 10 ha. 2, 4, là thẻ màu đỏ nè. 6 nè, là thẻ màu xanh. 8, 10 ha, không phân biệt được màu gì hết.
Miễn màu trắng là được, miễn trắng là được ha, 2, 4, 6, 8, 10. Rồi, biến câu C. Những bài này cũng không có quá khó các bạn, nhưng mà tập cho các bạn phân biệt được để mà mình học cái bài tiếp theo là bài xác suất của biến cố. Rồi, chúng ta đã xong bài 5 trang 64. Chào các em, hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học vui.